chào tất cả quý vị các bạn. Chúng ta đang được quay trở lại với chương trình giao lưu âm nhạc trực tuyến cuối tuần cùng với nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn và còn một vị khán giả cuối cùng nữa thôi. Xin mời phòng kỹ thuật có thể nối máy giúp chúng tôi được không ạ? Xin chào chương trình âm nhạc cuối tuần. Em chào anh Đậu và em chào anh Tuấn. Từ lâu em đã là fan hâm mộ của anh. Hôm nay em rất vui vì được nối máy tham gia chương trình. Em không may mắn như các bạn khác được đi xem anh hát thường xuyên. Em phải nhốt mình trong bệnh viện để điều trị căn bệnh ung thư của mình. Nhưng em mạnh mẽ lắm. Em không muốn bỏ cuộc vì em yêu cuộc sống này. Và em còn có âm nhạc của anh nữa. Anh Tuấn ơi, anh có thể hát cho em nghe ca khúc mới của anh được không? Em cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn sự chia sẻ rất là chân thành của bạn. Và ngay sau đây, ca sĩ Bùi Anh Tuấn sẽ gửi đến bạn ca khúc Buông của nhạc sĩ Nguyễn Duy sáng tác. Ca khúc này cũng như một lời chúc của toàn bộ ekip chương trình gửi đến bạn. Chúc bạn mau chóng vượt qua được căn bệnh của mình.
cause I don't love you.